Ơi, xin chào mấy anh em đam mê cô gái trên mọi miền Tổ quốc nha. Sáng nay shop phụ kiện đi rừng Thanh Tấn lại tiếp tục giao những cái đơn hàng lập cây mẫu bình dân mà các anh em thích nhất cho anh em xem. Sáng nay đây là một cái đi về Gia Lai nè, 908 nè. Cái này cũng mẫu số 2, lập cây mẫu số 2. Cái này có mua thêm nhiều phụ kiện, cái này về Lâm Đồng. Đây một cái nữa, trảng bơm Đồng Nai của anh Thái. Còn kia là ốp đất mẫu số 1 nha. Còn này là lồng thái, lồng thái mẫu này là mẫu không có viền đồng. Rồi là hai cái mẫu lợp đất tiền, mẫu số 1 hàng VIP. Đây là cầu tháp 1 triệu 860, mẫu số 1 cầu tháp. Còn cái này là cầu thường nè. Mẫu này thì là cầu thường nhưng mà mua thêm nhiều phụ kiện khác nên giá là 1 triệu 9 mấy chục ngàn. Ngoài ra còn những cái lo đó, sao sao thì đóng này đang chuẩn bị giao cho khách, mới đóng được 3 cây thôi. Cái cây này là cây 7 m dài Hoài Nhơn Nam Định Bình Định này. Cây này là 6 m ốp đồng. Hàng này VIP nè, này 6 m ốp đồng đó. Của anh Trung ở Phan Rang Tháp Chàm Ninh Thuận. Cái này là 6 m 6 lóng, loại này không có ốp đồng, đủ phụ kiện này, của Ninh Sơn Ninh Thuận đó. Còn mấy cây này đang chuẩn bị đóng nè. Như cây này là cây 9 m này, dài ghê chưa đó. Đây nhiều cây anh em thấy hàng rất chi là nhiều đó, cây đỏ ấp đồng 6 m. Rồi xin chào, hẹn gặp lại tất cả các anh em trong video clip kế tiếp.